Tại điểm trường tiểu học Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã trao hàng nghìn hộp sữa, nhiều suất học bổng và sách giáo khoa cho các học sinh của trường. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các em, giúp các em học sinh nơi đây có một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa. Thạch Bàn là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Thạch Hà cũng như tỉnh Hà Tĩnh. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những suất quà không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với các em để cùng cố gắng phấn đấu vươn lên, giành nhiều kết quả trong lao động và học tập. Được cái sự giúp đỡ của các cái nhà tài trợ thì các em có điều kiện để đến trường. Các cô giáo thì cũng vui khi các em được học hành đến nơi đến chốn ạ. Thì đấy một cái nguồn khích lệ thúc đẩy các em vẫn tiếp tục yên tâm học tập, phấn đấu sẽ đi đầu vào các trường đại học, cao đẳng để phấn đấu cái nhiệm vụ, phấn đấu tương lai cho bản thân mình. Chia sẻ về những khó khăn của học sinh tại đây, nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm, giám đốc kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey cho biết, những món quà nhỏ này là sự quan tâm, tình cảm, sự sẻ chia với những học sinh còn đang gặp nhiều khó khăn trên các vùng miền của Tổ quốc. Nhà báo Thanh Tâm mong muốn các thầy cô sẽ tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ các em trên con đường học tập, đồng thời mong các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, trở thành những học sinh chăm ngoan, học giỏi, là những người con, người cháu hiếu thảo trong gia đình. Cũng trong dịp này, đoàn đã trao nhiều phần quà khác, gồm sữa và sách giáo khoa cho các học sinh tại hai trường tiểu học Quỳnh Tân A, trường tiểu học Quỳnh Tân B, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.